29天, ngày 29. Vậy chị bạn cũng biết nói tiếng Trung à? Hãy nghe phản ứng lại. Thế yàng à? Nà ni jie ye hui shuo zhongwen ma? Zhe. Zhe. Yàng. À. Nà. Ni. Jie. Ye. Hui. Shuo. Zhong. Wen. Ma. Zhe yang à? Nà ni jie ye hui shuo zhongwen ma? Zhe yang à? Nà ni jie ye hui shuo zhongwen ma? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của bạn thật tốt. Nǐ de zhōngwěn zhēn hǎo. Biết nói tiếng Việt không? Huì shuō yuànán yǔ ma? Ừ, ok, quyết định vậy nhé. Hǎo, yì yán wěi dìng. Từng nghe nói qua Quế Lâm. Thính shuō guò Quế Lín. Người bản địa Quế Lâm, người gốc Quế Lâm. Quế Lín bản địa nhân. Học ở trường đại học nào? Zài nǎ suǒ dàxuě dǔ shū. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. Hǎo xiàng jiào Guángxī Shì fàn Dà xuě.